Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm nay dưới sự chủ trì và điều hành trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội bắt đầu bước vào 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải và Ủy ban Dân tộc. Tham dự khai mạc phiên chất vấn sáng nay có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, bốn nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn đều là những vấn đề lớn, quan trọng, không chỉ cần thiết cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây cũng là lần đầu tiên các vị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc trả lời chất vấn Quốc hội khóa 15. Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn là hình thức giám sát đặc biệt hiệu quả, thể hiện đậm nét tính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội, là dịp để cử tri và nhân dân cả nước đánh giá năng lực, trách nhiệm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và những người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, ngoài 4 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn, trong những ngày vừa qua của kỳ họp, trên cơ sở thực tiễn, ý kiến của nhân dân, cử tri, ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong thảo luận tổ và hội trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã quan tâm thúc đẩy hoặc khởi động giải quyết nhiều vấn đề bức thiết của nhân dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp thứ 5 này cũng là kỳ họp đầu tiên thực hiện nội quy kỳ họp Quốc hội mới, ghi nhận những cải tiến đã được thử nghiệm và phát huy hiệu quả tại các kỳ họp gần đây về phương thức tiến hành phiên chất vấn. Theo đó, việc đặt và trả lời câu hỏi chất vấn được tiến hành theo cách thức hỏi nhanh, đáp gọn. Đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi không quá 1 phút, tranh luận mỗi lần không quá 2 phút. Người được chất vấn trả lời không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi. Các thành viên chính phủ, các trưởng ngành liên quan tham gia giải trình theo điều hành của chủ tọa để làm rõ hơn những vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội hoặc trả lời trực tiếp các câu hỏi thuộc nhóm vấn đề chất vấn.